Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Sobito. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Sobito cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Sobito Công dụng Điều trị triệu chứng táo bón Điều trị triệu chứng các rối loạn khó tiêu Cách dùng Chỉ được dùng các thuốc nhuận tràng thẩm thấu với liều đơn và không thường xuyên. Cách dùng Sobito được dùng bằng đường uống hòa tan một gói thuốc trong nửa ly nước. Liều lượng Điều trị triệu chứng khó tiêu, người lớn dùng 1 đến 3 gói mỗi ngày trước bữa ăn hoặc khi có cảm giác khó chịu ở dạ dày. Điều trị táo bón, người lớn dùng một gói lúc bụng đói vào buổi sáng. Trẻ em dùng một phần 2 liều người lớn. Chống chỉ định Không dùng thuốc trong những trường hợp sau. Một số bệnh lý của ruột non và ruột già, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn đau bụng chưa xác định được căn nguyên. Không dung nạp với fructose do di truyền, một bệnh về chuyển hóa hiếm xảy ra, cần tham khảo ý kiến thầy thuốc. Tác dụng không mong muốn Ở một số người, thuốc có thể gây ra ít nhiều các tác dụng không mong muốn như bị tiêu chảy và đau bụng. Nhà sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sobito, đồng thời biết cách sử dụng Sobito sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham